Hi, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với ARK. Thì con cóc hôm trước mình bắt, nay là đã mình làm thú nuôi của mình rồi. Đó, các bạn nhìn cái hình của nó nhìn đỉnh chưa? Đây là một con cóc vàng. Rất là hiếm nha. Và một điều đặc biệt là mình có thể ngồi lên lưng nó, rất là phê các bạn thấy không? Một con mình rất là thích. Với lại mình vừa xây xong cái dạng công viên như hôm trước mình nói á. Mình tính không bỏ điện nhưng mà mình về nhà mình làm điện rồi mình đem qua đây mình bỏ nguyên một cái hàng rào điện làm kiểu như dạng công viên nước mà mình đang xây thì mình hết cha cái này. Cái này để đây hơi xấu. Đấy, như vậy này mới đẹp hơn. Như trước bữa mình nói mình làm công viên nước á, cái công viên mà để cho mấy con khủng long ăn cỏ ở thôi đó. Cái này tại vì mình thấy nó đi đi mấy cái khu này nhìn đẹp quá. Nên mình quyết mình xây chỗ đây một vùng, mình sẽ làm một cái khu kiểu dạng như là tham quan, mình sẽ xây thêm một cái vài cái chỗ villa, cái villa mình xây cái đường bắc ngang qua cái chỗ khu này, đó, phát triển nhiều công viên nhiều khu vực, mình sống ở mấy khu vực này cho đẹp các bạn ha, villa đúng không? Đây nè, mình tính xây mấy cái này nè, xây luôn cái tính cái gì, để xây demo ra thử coi nếu đẹp mình xây tiếp. Đấy, cao tầm này thôi, đó. Mình sẽ làm cái đường đi ngang qua bên đây để mình có thể là ngắm ngắm nhìn nó cách đẹp mình cái cầu đẹp đẹp tí đi. Đấy, như vậy là mình làm thêm một cái gọi là để mình fly lên cho dễ ha. Đấy. Công viên nước mình nhìn cho đẹp thôi, làm nhỏ nhỏ thôi, mình làm muốn dễ. Cái này gọi là cái sail lên đúng không? Xe xe y mới đúng, xe y mới đúng đó. Cái đường đá đi qua. Đấy, mình xây cái mình bỏ cái này qua. Một ô mới hả? Mình vừa lên ý tưởng thôi. À, cái này là nó cần nói chung là đủ quy lực của nó thì nó mới xây được thì mình cần phải có là sketch số 3. Thứ nhất nó cần cái điểm tựa rồi mình mới xây tiếp tục được đấy nè. Tại vì mình thiếu để xin chỗ này nó là à được nè. Đấy, cái chỗ này thì để mình xây ra thêm một cái cục nữa. Đó, cái chỗ kia là chủ yếu để làm cái này thôi. Đó, bạn thấy không? Một cái cầu bắc ngang qua tụi khủng long ăn cỏ. Mình mới vừa suy nghĩ ra luôn á. Nè, cái này thì đi xuống đi. Hay là mình nghĩ chỗ nào có cái cục mình mới có ô mình mới ra ta. Nó không cân cho mình luôn ta, nó không canh cho mình cái nó không snap điểm cho mình á. Chỗ này nó để nè, mà chân trên tới đây là hết để rồi. Ok, thì mình có cách riêng của mình. Snap vô nào. Không chịu dính luôn à. Khó nha. Rất là khó luôn á các bạn. Để mình quan xuống, bay quá nó. Á. Thấy chưa? Mình bay quá nó không chịu. Bay lên tiếp nè. Để làm một cái đường dài dài qua bên cái cổng bên kia luôn để mình bắt ngang qua cho nó đẹp tại vì tí nữa mình bỏ. Thứ nhất là hai cục ở giữa bỏ nè. Thiếu đá với lại thiếu đá, ok. Để mình farm mình làm luôn. Cái con cá sấu lần trước mình bắt là con này không phải cá sấu, con cá sấu bên mod nào mình cũng không biết nữa. Ơi cóc mà lên dai tao đi tí tí mình bắt làm tiếp con cóc ha. Để mình làm cái cầu cho nó nhanh. Tại vì cái cầu này làm rất là nhanh. Nó tới đây là nó cần điểm rồi nè.
Thực sự rất khó nha, để vô đây nó dính. Rồi. Dính. Ủa? Cái này hơi bị lún à. Gì tới đây mà không cho tôi làm nữa ông? Ác vậy. Ồ, hiểu. Mình hiểu rồi. Tại vì cái pila đó nó quá ngắn, nó chưa được đụng tới đất được á, nên thành ra là nó không có tới được. Nó có hai loại, mình chơi lần một thôi. Loại này nó chưa tới được cái đất á, nên là thành ra là nó không thể cắm thêm được cái cục tiếp theo. Đó, như thế này chắc chắn là được cục cái tục tiếp theo nè. Đấy, mình biết mà. Cái này không được tiếp. Đấy. Nó bắt xây cái này cũng khá là dễ. Ok, mình sẽ skip cái đoạn mình xây cái cầu ha. Chứ để xây lâu các bạn lại không thích coi. Ok, sau một lúc xây lâu ơi là lâu, mình tưởng là xây nhanh lắm chứ, nhưng mà xây cái này thật sự là rất là lâu luôn. Mới vô đã có con nào dính xỉu rồi. Cái khúc này thì mình chắc chẳng xây xuống đâu, mình làm một khúc ở trên nhìn ở dưới cho đẹp thôi, nhìn giống trong công viên một tí. À, mình rất là thích làm cái kiểu này, đáng là làm hình dấu cộng luôn á, là giống như là trong cái phim mà Jurassic á, mà cái ông nuôi raptor ở dưới đó. Mà nhưng thay vì nuôi raptor mình nuôi mấy con hiền hiền, có thể là nuôi Spino cũng được. Con này mày đừng chọc ken tao nha, tao giết mày luôn á. Ấy câu được. Ở cho mày vô công viên luôn. Ủa nãy câu được mà. Ủa nãy mà thấy nhớ là câu được. Nãy tự nhiên câu nó lên một phát, sao tự nhiên nó ngã xuống ta? Kỳ vậy. Đấy. Các bạn nhìn kìa. Cái cầu của mình là vắt ngang qua cái khu mà tụi nó sinh sống đó. Ê, tí nữa mình xây kín lại cái khu này luôn, chỉ bắt mấy con khủng long bỏ vô. Đó, cái cầu xây vậy mà rất lâu nha, ngồi mình snap điểm đồ mình làm. Bà mỡ nó, cái con này nó qua nó quất liền đó. Cái con này nó câu ông ảo sao ta? Tao câu không được vậy. Nó ráng tấn công hàng rào mình chứ, hàng rào mình đâu có quýnh được đâu. Đó, khu một khu để là ăn thịt cũng được, mình có thể là mình để con ăn thịt cũng được, và một bên mình để con ăn cỏ, cái nhìn nó rất là đẹp. Mình chưa trồng cây vô thôi chứ trồng cây vô nhìn hơi bị đã luôn á. Đó, nhà mới của mình ngay đầm lầy luôn, để mình làm thật là nhiều nhà ở đây đó. Mình cứ để tay lẻ ở đây luôn. Ở sao mà ỉ vậy? Đấy, rất là đã luôn á chưa. Cá sấu này là cá sấu lỗi rồi các bạn, chắc con này mình giết đi, mình không nuôi con này đâu. Không mà cũng được, nuôi nó trong cũng được. Con này cá sấu lỗi rồi. Mình sẽ để nó bên hồ bên kia. Đó, chờ nó đẹp hết cỡ luôn. Ngon, để đây đi. Đó, hồ mình là có tất cả luôn á nha. Lấy lại cái yên. Đấy. Đáng lẽ là một cầu thang, lỡ mình leo xuống mình còn leo lên, đúng không? Trời, chi là mất hồn. Đó, cái cầu thang trong sương mù tăm tối các bạn thấy không. Đó, khu này mình sẽ làm một cái bảng gọi là khu khu công viên nước hả, cũng có lý đó. Hay là cho con Spino ở đây luôn nhỉ, cho con Spino ở đây thì gì vậy, anh đi bằng hai chân là coi chừng nha. Cho vô đây luôn, để nó công viên để tùm lum cũng được. À, mình nhảy đây là con này nó gặp hai chân nó xuống cơ, để tụi nó không ăn thịt nhau đâu mà khủng long của mình hết. Con đô đô này không biết bắt làm sao ta.
Nãy mình rõ ràng là mình gấp được nó, thấy không? Chết queo luôn à. Con ngu này mày đòi chui vô nhà tao làm gì vậy? Con nó trâu lắm á các bạn. Nhưng kiểu dạng đang bị phê cần á. Rồi gần xỉu rồi đó. Xỉu chưa ta? Thôi mình tới gần nó mất công bị chết lay nữa mà đó. Để qua đây mình hốt lại con cá sấu bên đây nè. Để mình chỉnh slow mo cho nó qua khúc này đi. Rồi. Sáng gì mới đã. Đây đây, hình như là con cá sấu đây nè. Mèo Sako này đây, chính là cá sấu đây đây. Hơi, hơi. Đúng rồi, theo ta. Khu này an toàn không ta? Có làm gì mình? Ôi, ghê lắm. Ghê lắm mà anh. Đợi chút đi. Đợi xíu tao làm lại cái cung tên đó. À rau. Cái gì bay? Cái gì vậy bay? Chuồn chuồn làm gì vậy? Tao không quýnh tụi mày đâu. Cung của mình sắp hết đạn rồi. Ok. Bay lên chỗ khác. Mình coi thử nó có bao nhiêu turbo à. Ui, con này tầm 2 cái nó gục. Lại đi lô nữa. Hình như ngủ rồi. Để lộn đồ. Bỏ ra đi. Ngủ rồi, ngủ rồi. Đấy, con Sako này mới phải này. Con nãy họ bị lỗi rồi. Còn con ếch của mình nữa này. Ý, học rồi nhóc ơi. Học rồi nhóc ơi. Này thì hổ báo. Bên kia mình thấy có con gì kìa. Con Griffin lửa quấn với con Griffin con gì đó. À, không nên nhiều chuyện. Con cá sấu này nhỏ chút mà. Con cá sấu hồi nãy bự chà bá. Ồ, nó thay đổi con cá sấu này cũng khá là nhiều á. Này. Có nào tem nhanh hơn chút không? Có sữa rồng luôn đây. Như là mình phải đợi rồi. Con này level khá là cao nên mình sẽ đợi. Để mình đi lượm thêm một ít trái cây. Cái cỏ đây đẹp ghê ta. Hồi một chỗ máy lùm luôn lượm đúng đã. Ok. Cho mày ăn bớt cái tím mày nhanh đói nè. Ê, ê. Gì vậy? Ui. Trời ơi, mình có làm gì đó đâu.
Con ngựa để tiện. Mình có làm gì đó đâu. Rồi. Ác độc. Con này thay đổi cách chạy rồi. Các bạn thấy không? Giờ nó chạy bốn chân chứ không phải hồi xưa. Bốn chân nó đều di chuyển nhanh hơn chứ không hồi xưa là nó chạy, nó co chân nó chạy, nó nhảy. Gì đây? Gì đây? Mày tỉnh dậy nhanh quá voi ha. Mày tỉnh dậy hơi bị nhanh đó. Tao đã cho mày cơ hội sống rồi mà mày dám liều mạng qua đây phá đám à. Tao cho mày đi luôn. Dám, tao cho mày cơ hội sống sót rồi mà mày còn qua mày phá nhà tao nữa. Ỉa nữa. Mình farm ít trái cây đen đi để mình làm thêm mũi tên. Có con ngựa để tiện, cái không không mình chẳng làm gì nó quýnh mình chết luôn. Ngựa quá chi là ác độc. Đừng để tao vác đại thánh qua là tiêu mày nha. Ui berry nhiều quá, thôi xài ít ít thôi. Mình lại dục hết cái lấy cái yên làm một nè. Rồi lấy này nữa. Rồi drop hết đi. Ok. Bấy nhiêu thôi. Bấy nhiêu là đủ rồi. Chạy qua bên kia lại nào. Không không tự nhiên nó đập mình. Cái con đê tiện. Không biết là nó có đập chết cái đập chết con chim địa bàn của mình không nữa. Mình có làm gì nó đâu. May là để tele bên đây đấy. Ôi được rồi được rồi. Mày được lắm con. Tao còn em sói mộng mơ ở đây. Tao sẽ cho mày về chuồng luôn. Thấy sống á. Ôi, no 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 no. Tụi mày làm cái gì? Tụi mày làm trò được gì với tao? Mày giết cả con cá sấu của bố rồi à. Rồi xong luôn rồi. Giết cả con cóc của mình luôn rồi các bạn ơi. Tụi mày thật là khốn nạn. Tao giết mày luôn con ngựa kia. Bọn mày nay tiến hóa quá ha. Này dám cắn tao luôn à. Trời ơi, nó bu, nó quýnh con của mình kìa. Chạy hết rồi hả, lũ khốn. Con ngựa lại đầu, nó chạy hết rồi. Đợp cá sấu của mình luôn rồi. Ôi, nó quýnh con chim mình gần chết luôn kìa. Mình mà tới chậm một chút nữa là đi rồi. Trời, nó ỉ một bãi cứt luôn. Ôi, nó thịt cá sấu luôn kìa. Tội chưa? Ôi, nó ăn thịt cả mình luôn. Mấy con này thật là khốn nạn mà. Rồi nó giết mình luôn mới ghê chứ cái tụi này. Cả người sói mà nó không tha luôn. Em lên van đi. À, từ từ. À, rào. Rồi, ok. Con ngựa chết tiệt ở đâu rồi? Tập này tao giết mày luôn. Mày giết cả con cóc của tao, tao có quýnh mày đâu. Tao, mày tưởng như mày tới mày đồ của tao là mày thịt tao luôn à. Không được rồi, con Allosaurus này sẽ thịt mình đó. Con ngựa chết bầm nó núp rồi rồi.
để nó lùa qua công viên của mình là mệt á. Lạ. Mày gây xong án mạng là mày trốn à. Con ngựa này được. Nó gây xong án mạng rồi nó trốn đi kìa. Được lắm. Mày giết cái con cá sấu của tao luôn. Đừng để tao gặp lại mày nhá nhóc. Từ từ kiếm lại con cá sấu cái đã. Khó rồi, cá sấu hiếm gì ta. Rồi, mình muốn nhìn cái skill cạp của nó lộn người bẻ bẻ xương mà bị phá đám không à. Mình đem về công viên nước của mình luôn. Rắn này. À, đây rồi con khốn. Nó đang định qua công viên mình kìa. À, thì ra là mày gần xỉu. Ok, tập này tao bắt mày luôn. Mày định chịu tập cái gì? Mày định chịu tập đứa nào xuống? Tao bắt mày luôn nè. Mày ăn trái cây đúng không? Ôi, con ngựa một sần tím riệm này. Nó định chịu hồi mấy con kia xuống. Rồi, mình bắt nó luôn đi. Chứ không mất công mấy bạn lại bảo mình ác chứ con ngựa. Tuy rằng nó giết con cá sấu mình, nhưng mình nhìn nó đẹp quá. Rồi, nó có cái gì ta? Cái đốm nhìn đã ta. Nó giết cái con ếch của mình nữa. Rồi, tao tha lỗi cho mày đó. Vì tao là có tấm lòng nhân hậu. Thôi mình cất mấy con thú của mình lên đây hết đi. Tèn Barasurus, tao cho mày cái này này, cho mày cái yên hoàng gia. Tao cho mày cái yên hoàng gia đẹp lắm. Đấy, đẹp chưa? Vô đây khu công viên ăn cỏ luôn đi. Nếu mình cho nó đi nhông nhông sợ là nó đi lạc đó các bạn, nên thôi gắt mình không cho đi nhông nhông để đập con này vô trong nhà mình. Lộn hướng rồi. Lộn hướng rồi, tao đập mày nè. Đi lộn hướng rồi. Con này đi ngu quá. Ơi, con ngựa bắt được rồi kìa. Wow. Ôi, ngựa bay luôn. Ôi, quýnh ra trái tim không kìa. We got an update window. Chết cha. Cái window mình update gì đây? Ủa, sao nhấn được trời. Ok, tiếp tục nè. Ôi, con ngựa nó đi nhanh lắm bạn ơi, con ngựa thần. Ghê vậy. Ok, được. Coi như là mày bù lại con cá sấu hồi nãy của tao á. Trời ơi, nó bay kìa. Ôi, con này đi ghê vậy, con này xuống nước được không? Xuống nước đi chậm như rùa bò luôn. Con này có cái hào quang nhìn đẹp ha. Rồi, hết lên luôn. Mày có khả năng gì đây? Cần được 1 triệu turbo à. Test cho con này coi. Cắn ra trái tim tình yêu luôn, ghê lắm các bạn. 40.000 luôn, con ngựa này hung dữ.
Mình đi kiếm em cá sấu coi nào. Hình như là con này phải không ta? Đúng rồi, con ba Ion phải không ta? Ba Ion, ba Ion, con chim này có vấn đề gì với nó này? À, nó gần xỉu, ba Ion. Uầy, con rồng kia. Ba Ion hả? Đúng không ta? Các mình nhớ con cổ dài kia, con kia nó khác khác tí. Ba Ion. Ba Y. Hình như con này phải không ta? Kìa. Holy shit. Chết 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 tiệt, nó tạo ra mấy con này là đông nhìn nè. Ôi tạo ra một đàn chuột chắc luôn. Cái tụi tụi mày là đứng đó. Ôi trời. Tạo dữ má. Con này có khả năng tạo bất tận à. Ôi, ra thấy tim ghê hả? Người tình yêu. Trời ơi, nó tạo bài chuột này ra vĩnh viễn luôn rồi. Ôi, tụi chuột nhìn ghê quá. Ba Ion. Ba Y. Rồi, phải làm ở nhà rồi. Ủa, đâu có. Nó đâu cần smile đâu. Ừ, sao mình không có? What the? Kỹ ta. Ủa phải chế đâu? Sao nó không ghi ta? Ok, tiếp tục lên đường tìm con cá sấu. Đậu xanh. Ra con nào vậy? Con nấy làm thịt con nấy. Kiều nữa rồi hả? Sex time of day. Sáng rồi đó. Ok. Trời nó phải đẹp như vậy chơi mới đã. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Con này tầm 3 mũi tên là gục. Ok, nó gục rồi kìa. Lẹ lên, bắt mày cho nhanh. Tụi mày nãy làm tôi tốn thời gian cái tụi mày quá nhiều. Thôi, thịt mày nhiều quá, cho mày ít thôi. Trời ơi, sơn môi luôn, con này con cá chắc luôn nè. Con đực hả, con đực cho sơn môi mày. Ờ, mình leo người nó nhảy tưng 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 kìa. Bóp, bóp. Đồ lì lợm. Để slow mo nhanh nhanh tí nào. Thôi mà, không cần đâu. Mặc dù không có hay. Mình sẽ cho nó ăn cái tím. Nãy chưa kịp cho, bị con ngựa đạp. Chết, chết ngắt luôn. Rồi, mày ăn hết 30 trái này, tao hứa mày sẽ ỉa nhanh. Đói nhanh thôi.
Sako, cái mắt kiến đâu ta? Họ đớp rồi kìa. Mình cho ăn cái đó đớp liền à. Ồ, mắt kiến là vô cho mình luôn à. Cái mắt kiến này đợi chung được không ta? Ui, kinh vậy. Ôi, nhìn ghê vậy. Ủa đẹp đó nha. Một phong cách rất là mới lạ về chế cái kéo cắt tóc cái đó. Ôi, một phong cách rất chi là mới lạ luôn. Giống như là người dơi á ha. Khá là nhanh rồi nè. Mày ăn thêm trái tím nữa không? Tao cho mày ăn thêm tí nữa. Rồi. Lẹ nào nhóc. Rồi. Để con gì bên kia nữa. Ui, Alpha Phoenix luôn ghê hả? Ôi, con ngựa mình muốn chơi không? Ôi, con ngựa mình nhìn ghê thiệt chứ, con ngựa mình nhìn đã ha. À, leo lên là auto bay lên trời luôn kìa. Dữ không, dữ không? Quýnh ra trái tim không biết chất chứ. Nè, không biết, ghê không? Chết. Chết là tạo nhiều quá rồi, bên kia một mớ nữa. Nó ở dưới đất nó mới chơi được cái chiêu kia các bạn. Ngửa thân. Nhìn đã quá ha. Bay lên trời luôn, nhìn chất chơi người dơi chứ bộ. Ở còn mình chơi cái đầu, quả đầu mới của mình cũng rất là ghê luôn á. Chết rồi, tụi này giờ biết làm sao giờ. Nó có tự mất không ta? Gì vậy ba? Con này nó auto nó gọi. Rồi rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Từ từ, có chừng quýnh trúng con này là ăn hành đó nha. Ở đâu mà cá sấu ra liên tục vậy? Bình tĩnh cho con cá sấu sắp lớn rồi nè. Nó đang là hoang dã còn tí nữa. Đừng có làm tao sợ nó bay. Vô lẽ nè, con nào con này gì đây? À, con này là con Cabo chết. Con này nó cạp mình á. Nó nhảy lên nó cạp mình rớt luôn á. Mẹ này còn một tí nữa mà bà làm gì bà lâu dữ bà. Cho mày ăn mì với đuối luôn. Bắt cái con level 2000 không mà lâu ghê thiệt. Rồi xong luôn. Ôi, Allosaurus nó trên trời xuống nữa kìa. Dám tới đây không? Mà biết đường khôn quá. Quá đã phát con rồng nữa. Thôi thôi thôi. Thôi. Nè rồi. Ủa sao con này con lạ, con này nhìn lạ quá ta. Ủa sao con Kentro nó nhìn lạ quá vậy? Ôi con Kentro nhìn lạ ghê các bạn ơi. Rồi các bạn thấy không? Ôi con này mới thay đổi luôn nè. Mình cái với các bạn là con này mới thay đổi luôn nè. Rồi mày ngu rồi, mày tới số rồi đó. Ui nó cắn cơ. Từ từ chỉnh slow mo 100 mà tắt mưa đi. Cái gì vậy? Mình chỗ nào cũng nguy hiểm nha, mình muốn tắt mưa thôi mà. Hết mưa chưa?
Ủa trời này mà còn mưa. Ở đây bên đây bị ảo sao á, cảm giác mưa mà không nghe tiếng, không thấy mưa. Kể đi. Đấy, tệ gì cũng phải được giày chứ. Thấy chưa? Chính xác là nó chơi được cái chiêu xoay 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 cổ họng, các bạn thấy không? Đấy, tệ phải chơi. Để em chỉnh slow mo coi nha. Không, không phết, không ba. Ôi, chậm quá. Trời ơi. Chất kìa. Ê gì xí cái nhà. Cặp. Ghê. Cặp. Đẹp ghê chứ. Ơi con này chắc nó cặp xong nó gãy xương luôn. Cặp. Ẹo. Phê. Cặp. Dèo. Phê chứ. Nhìn đã kìa. Để bích cấp con. Ở bên kia con Allosaurus độc. Con này chịu nổi không ta? Con này chắc chịu không nổi rồi. Sợ bị dính độc chết thôi. Ok. Cho mày lượng đam khổng lồ luôn. Một lượng máu khổng lồ luôn. Ủa, lên vai tao. Quá trời đồ luôn rồi, dục bớt đó. Ý cha, dục lộn trái rồi. À, mình dục bớt mấy cái đồ tào lao đi. Cất nè. Drop hết hạt giống đi. À, cái này để lại, đạn nhiều quá. À, thịt dục bớt luôn đi. Cung gì đây nè. Trời ơi, nhiều ghê luôn. Quá trời đồ. Dục bớt hết đi. Dục cái này luôn. Dục cái này luôn, dục cái này luôn, dục cái này luôn. Ok chưa? Tạm tạm rồi đó. Mỗi lần chơi mình lúc nào cũng nhiều đồ như thế này. Đấy. Chơi lại không ta? 337.000 máu hả? Lên đam đó mẹ ơi, tao nghĩ chơi không lại quá. Á đù, dí, mẹ ơi, chạy. Cái sáu này nhìn chạy bốn chân nhìn vui ghê ta. Cái gì á? Ui, thôi, turbo lên ghê quá má ơi, cong đu chạy luôn cho rồi. Con ngựa quýnh trúng chứ con này quýnh nó trúng đâu. Chết rồi, nó dí kìa. Ô, bà cá sấu này bơi mắc cười không? Tao sẽ tấn công biết được chiếc chân mày. Ây da. Ôi. Thôi, nó cắn kiểu này có mà ngủ á. Ê, tao sợ mày hả mày? Sợ mẹ mày. Anh chỉ sợ bị xỉu thôi chứ mày là chóc con. Này nó lại ỉa rồi đó. Rồi, bây giờ quýnh mới đã nè. Từ từ. Để mà tẩy hết cái này cho nó đó. Rồi, ok, lên đường. Ê, nhảy được nữa à. Thôi bên kia có con rồng các bạn ơi. Mình lên đất liền đi, đất liền mình kìm mấy con nhỏ. Bơi, con này bơi cũng khác rồi nè ha. Nhìn như con này coi.
You stop regain. À, con này nó làm mất stamina của mình. Con này có chiêu nhảy nhanh tiếu thiệt chứ. Mình kiếm con nhỏ nhỏ mới bẻ cổ được, mấy con này bẻ cổ không được. Vặt cổ con chim coi. Con này lanh quá. Ô, à có chiêu xe các bạn ơi. Ồ, chiêu xe là gì vậy ta? Con này có chiêu xe là chiêu gì á? À, như thế này à, hiểu rồi. Chiêu xe là chiêu vồ đối thủ các bạn ơi. Sao quá, xe không được. Để mình kiếm lại một con nữa mình xe thử coi. Alo Stress có mới vậy trời. Mẹ ơi, red đỏ. Thôi khu này nguy hiểm quá. Trở về công viên thấy an lành hơn, giết mấy con ăn thịt, giết mấy con hiền hiền ấy. Thôi lặn xuống con rồng kìa. Nó thổi một cái lăn hành luôn á. Bà mẹ rắn cắn nó chứ. Nè, có con thử nghiệm rồi nè. À, tạp. À, tới gần tạp. Còn có chiêu kia là gì ta? Mấy con này đi nữa tứ mắc cười ghê. Họ cho về công viên đi. Còn chiêu kia là nó cắn, mà sao nó cắn con này không được nhỉ? Kiểu như nhỏ nhỏ như mình nó tạp được á ha. Không được, con này cũng không được. Cạp được luôn mà. Cạp được tim mà. Ấy lộn. Đó các bạn thấy không? Có cái xấu kia coi được không? Chết cha. Cho mày cái yên luôn nè. Bonus cho mày thêm một cái nữa. Con này làm không được các bạn ơi. Được cái nó lao đầu lên thôi. Mày là quá là nguy hiểm mà. Nó cho mày với cái hồ này cho mày nguy hiểm lên một chút đi. Đó. Cái hồ của mình nhìn thấy phê phê rồi đó. Quá chi là chất luôn á các bạn. Ôi con ngựa này nữa chứ, ngựa tiên nữa chứ.
Phê thiệt. Nhìn đã. Ai, được rồi, chắc tập này quay tới đây thôi. Tập sau chơi tiếp các bạn nha. Được rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên để lại like, subscribe nếu các bạn chưa đăng ký kênh mình nha. Được rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ một lần nữa. Và bye bye và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.